Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ luộc lòng. Đây, mình hôm nay nhà mình ăn lòng heo. Mình mua thì mình chỉ mua những cái phần mà nhà mình hay ăn thôi. Mình mua cái này là dồi trường này, cái này gan, cái này thèo. Cái mình không mua, nhà thích ăn gì thì mua cái đó thôi. Hôm nay thì mình sẽ quay lại chia sẻ với các bạn cách mà để mình hãy thường luộc lòng để cho lòng được trắng và giòn nhé. Ở đây thì mình mua lòng về mình đã làm sẵn, mình làm sạch với muối và một chút giấm. Bạn mình có thể thay thế giấm bằng một chút nước chanh nhé, nước cốt chanh để cho cái lòng của mình nó được sạch và nó trắng. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ mình sẽ mang đi luộc nhé. Đây là nồi nước mà mình chuẩn bị để mình luộc lòng đó các bạn. Ở đây thì mình chuẩn bị nước. Nước này là mình đã bỏ vào một chút xíu muối và để cho gừng, để cho cái lòng của mình nó có mùi thơm á. Thì các bạn nếu mà mình đập thêm một củ gừng vào thì mình luộc lòng, thì lòng của mình sẽ rất là ăn nó sẽ không có mùi bị tanh nhé. Sẽ bật bếp lên và nấu. Mình luộc lòng thì mình thường là mình nấu nước lên, mình nấu nước sôi lên thì mình mới bỏ lòng vào nhé. Còn cái phần là gan thì nó hơi lâu chín thì mình cũng luộc lâu một chút. Còn cái phần ruột non và cái ruột này thì mình chỉ cần luộc từ 7 đến 10 phút. Mình cho vào từ 7 đến 10 phút là đã chín rồi. Mình luộc càng lâu thì cái lòng của mình nó sẽ bị dai nhé. Và trong thời gian đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái tô nước đá và mình sẽ vắt vào đó một chút chanh để lòng của mình nó được trắng và giòn nhé. Sau khi nước của mình sôi như thế này rồi thì mình sẽ cho vào khoảng 2-3 củ hành lá nhé. Mình cho vào để cho cái lòng của mình luộc nó được thơm hơn đấy. Mình cho gan vào trước, gan thì nó lâu chín hơn. Mình sẽ cho gan vào trước luộc chừng 3 phút thì mình sẽ cho các lòng vào sau nhé. Cái gan của mình nó đã chín rồi, bây giờ mình sẽ cho cái vào. Cái gan này thì nó có cái màng này này, nhưng mà không sao, mình chỉ lát mình cái nước này mình cũng không dùng á, mình đổ đi thôi. Cái gan là bắt buộc nó phải có cái màng lại vậy. Đây mình cho lòng của mình vào. Bình thường cái này thì mình chỉ cần để cho nó sôi lại chừng 3 phút nữa là được nhé. Để cái mùi giống như cháo lòng nhé. Mình sẽ để cho nó sôi tầm 3 phút thôi nhé. Khi mà nó sôi bùng lên, nó sôi khoảng 3 phút là nó chín rồi. Để mình để lâu quá thì cái lòng của mình nó sẽ bị rất là dai. Đây mình đã chuẩn bị trước một tô nước là mình có đá và mình đã bắt chanh rồi nhé. Để cho cái lòng của mình nó được trắng và nó giòn. Nếu mà để đảm bảo sợ mà muốn vĩ thì các bạn nhớ là mình dùng nước sôi để nguội nhé. Đây mình sẽ bớt cái gan này vào trước. Mình cho vào cái này luôn. Rồi, cũng được rồi này. Cái này nó chỉ cần sôi bùng lên khoảng 3 phút là được rồi. Nó mình càng để lâu thì nó lại càng bị dai á. Đó, cái lòng của mình nó phồng lên, nó rất là đẹp này. Đây mình bỏ vào cái tô nước lạnh liền. Đây rồi mình cho nó ngâm, mình ngâm một chút xíu nó nguội hẳn đi rồi mình hãy lấy ra nhé, cho nó nguội hẳn đi. Mình làm theo cách này thì cái lòng của mình nó sẽ rất là giòn,
nó giòn và nó trắng, nó không bị thâm lại. Và nó cũng không bị dai đấy. Lòng này là phải luộc vừa tới chứ không là nó bị dai lắm. Rồi nhé, mình để đây cho nó nguội nhé. Lát nữa thì mình sẽ vớt ra và mình thái và mình cùng để cho các bạn xem nhé. Các bạn, đây là đĩa lòng heo mà mình vừa luộc xong. Lòng heo thì nó rất là trắng giòn và màu trắng trắng hồng rất là đẹp, không bị thâm. Lòng heo này thì mình ăn kèm với rau húng. Đây, mình nhà mình có trồng cái rau húng này để ăn kèm ấy. Ăn kèm với rau húng và nước mắm chanh ớt. Video thực hiện món lòng heo của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình để nhận được những video mới nhất thì mời các bạn like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và các bạn và hẹn gặp lại các bạn.